thêm hạt. Con tin chết khủng. Mẹ bỏ cuộc cá nữa Úc ơi. Hả? Con cá này xong lắm. Xong rồi. Coi nè, con cua càng kinh nè. Hay chưa? Mới đụng cái đuôi quạt quạt cho nghĩ là con cá phi, nhưng mà không nha, đụng cái đầu là quả quyết là con cá lóc nha. Khoan, hai tạ không được. Thấy ghê chưa? Lên đây mà còn dùng dãy với dân gì nè. Đây nè, con cá khủng ghê chưa. Dạ, mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Dân sẽ đi mò chem chép, bắt cá, gặp cua, gì cũng bắt luôn. Giống như là đi săn bắt tổng hợp. Cái địa điểm này thì lúc trước á, mình cũng có đi bắt chem chép một lần rồi. Thu hoạch cũng hơi khá đó. Hôm nay trở lại, không biết là có con gì thì bắt con đó. Ở đây nhiều cái đường nhỏ quá à, cho nên mình đi qua bên đây, bước xuống đường mương nhỏ này, mò trước. Ý nước mát quá. Giờ là mò chim chép trước đi. Hả? Mát ghê. Ý. Ở đây đó là hang cá nhiều lắm. Để Dân phát hiện cái hang này nè. Ốc nè. Ốc quá trời ốc. Hang ở đây nhiều, mới vừa xuống là đụng được cái hang. Mà không có cá, chắc mình phải quậy động động cá nó mới quẳng, nó mới chui vô hang. Mò chim chép nè. Ý, đừng có thả cái thao Út đi. Thôi Út mò cái đây nè. Quên lấy cầm dây chuối buộc cái thao. Nè. Con chim chép chà bá lửa luôn. Ở đây chim chép nhiều lắm, sao ta. Mới vừa xuống luôn, đụng liền liền luôn nè. Cái thao của Dân mới định lấy cầm dây chuối buộc, buộc vô cái dành thao nè, đặng mình lôi đi mà không có được rồi, đâu có cái dành đâu mà buộc vô. Ủa, nhìn chết nữa nè. Hơi nhỏ nhưng mà uống bắt luôn. Ủa đây nữa nè. Rồi, này hảo kiếm là hảo cá về cá. Ờ. Ý đây nè, đây Dân thấy có hai cái hang nè. Cột tay vô thử rồi. Hang này ở trên cạn hay là hang cua gì? Đây cái đây nè. Ý, cua nè. Coi cua sữa nó lột nè cả nhà ơi. Thôi thả nó đi, nó đang lột. Xuống đi. Ây, có rồi ơi, con cua càng kinh, nó quến cho một phát rồi. Dân bắt được con cua này Dân mới chịu. Đợi Dân xíu nha. Đây, đụng một con cua lột nữa nè. Con cua sữa nha cả nhà. Cái nó mềm nè, đẩy thao lại chúng rồi ba ghi. Đó, còn nữa cua là mình cua càng kình. Có con cua bự lắm, để Dân bắt con cua này Dân mới chịu nè. Không có cái cọng dây buộc, ba ghi ơi, tìm cái cách nào để buộc cái thao giùm Út thôi ba ghi. Dân mồi cái hang con cua này ra, Dân bắt mấy triệu. Có con cua bự lắm cả nhà ơi, đợi Dân xíu nha. Dụ nó cho nó kẹp vô cái cọng cây này đi. Rồi nó vô cái càng ra sẵn sàng luôn á trời. Nè Dân dính rồi nè, Dân đè sát nó xuống dưới mặt đất nha. Không thôi là không bao giờ bắt được nó. Coi nè, con cua càng kinh nè. Hay chưa? Ôi ôi, nãy á, đụng cái càng đó hết hồn. Quến cho một phát vô ngón út. Em này là cua sữa nhưng mà hơi cứng rồi, Dân bắt được nghe cả nhà. Còn cua nãy mềm quá Dân thả. Để thọt tay kiểm tra coi còn con nào. Hết rồi. Đi tiếp tục. Ủa đây này, hai ba con chim chép luôn nè. À giờ Dân mới nhớ nè. Thật sự ra là lúc trước Dân cũng mò mấy lần chim chép rồi. Ở dưới quê mình á là còn chim chép này rất là nhiều. Không, để Út nói chuyện nè, Út mò. Thật sự ra là ở quê mình còn rất là nhiều chim chép cả nhà ơi. Quê Dân á là quê nội Tiền Giang, là nước ngọt nha. Không biết là dùng các bạn kêu con này là con gì. Có một số anh chị hỏi Dân á là sao thấy chim chép dùng nước mặn sao nước ngọt không có, mà sao có quá trời. Dạ không phải đâu. Hiện tại là chỗ này á, giống như mà ít xài thuốc trừ sâu á,
thì vẫn còn nhiều lắm. Chỗ dân á là gọi là chim chép chăn can, tùy theo vùng miền gọi thôi à. Còn nhiều vậy đó. Bắt được hai con cua bự. Ê, đây nữa nè. Cái thao này nó vướng chân quá à. Phải có bé Quỳnh, bé Quỳnh buộc cái thao kia vô. Thôi. Hồi nãy tưởng nó con chim chép mà không có. Nè cái hang trên cạn này nữa nè. Nè. Hang trên cạn này là chắc hang cua á, dân đừng thử nha. Không có. Trời ơi, còn sâu lắm. Không có giới tài tới, tại vì tài mình có cái mức độ giới hạn. Nè chim chép nè. Đó, nó ghim có một chút xíu như thế này đây cả nhà. Mình đụng á trên này nè là mình thọc tay môi nó lên. Bắt ở đây rất là ham dính nữa nè. Đây nữa nè, lừ luôn á. Hai tay hai con luôn. Chỗ nào mà ít sử dụng thuốc hóa học, trừ sâu đồ đó, phân bón đồ thì còn rất là nhiều nha. Đây đây nữa nè. Qua mấy bên đây mở, mở hai bên luôn, không thể sót bên nào không. Nè. Yeah. Có không ba Ghi? Ba Ghi đi vô đây giúp nè ba Ghi. Nè. Ôi Trăng, Trăng ơi đừng có chọi em. Đừng chọi em, để cho Út mò chim chép bên đây nè. Ôi đây nữa nè. Quá trời chim chép bự. Có không ba Ghi? Đâu mò, sao Út chắc không có rồi, Út mò hết trơn rồi. Út giỏi hết, Út mò hết trơn rồi. Con đi qua mé đây đi, Út mò mé đây nghe ba Ghi. Dạ. Hai Út cháu mình mò song song với nhau. Mỏi. Tới đây mình đã mệt rồi. Nãy giờ Út bắt được trong cái hang đó con cua quá trời trời càng tình. Ra, con cua chẳng thào kìa. Ôi. Ê. Ê, đụng con cá, đụng con cá. Đụng cá bà Ghi ơi. Rồi rồi rồi. Trong hang, trong hang. Rồi rồi, nó chọt ra rồi. Đi nè, cái hang nè. Ê. Ui da. Cái rồi. Rồi. Cái rồi. Xảy không? Không phải, con cua gì á, con cua cái gai con cá gì. Thọc tay vô mới được. Bây giờ đau quá. Lôi lôi cái thao lại chút nha. Để Út thọc cái tay vô từ từ mới được con ơi. Út mới đụng cái cạn cua nó kẹp Út một phát rồi nè. Rồi. Hai tay đều bị vướng hết rồi. Ui da đau quá. Út có đeo bao tay không? Không. Ui da. Quá trời cái hang sâu rồi. Để chân thọc tay vô sâu. Có con cua nó trúng ở dưới rồi nè. Nó mới hút một phát. Không, cái hang vậy chỉ có cá thôi Út ơi. Gọi, gọi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi ba Ghi ơi. Thôi thôi để Út, để Út. Đừng ơi, đừng có đưa cá, đừng có đưa cá ba Ghi ơi. Không không. Để Út bắt bằng tay chứ cái thao đó, cá bự, cá bự, cá bự. Cá bự cả nhà ơi. Cái hang nó bự mà nó sâu luôn nữa. Cá hang nha. Rồi. Được, cái tay này. Cái tay này. Ui da, cái tay này đau quá à, nãy bị cua kẹp. Thấy con mò. Rồi, đụng rồi, đụng rồi, đụng rồi. Để Út đè cái đầu nó xuống mà Ghi ơi, chết rồi. Ui da, suốt cái chỗ đau nãy con cua nó làm cho một vết. Út đừng có vành ra hai. Để Út mấy nhận biết. Mấy cái lớn vậy Út, chậm lại nha, nó không có đâm được Út ơi. Nín, để Út nhận biết được con cá gì cái nào. Út mới đụng cái đuôi nó quận đi, nó tiêu nữa rồi. Tay sâu mới được. À, rồi em hả, nhận nó xuống trình mới được. Nhận xuống trình Út, nhận xuống trình. Cái tay này dân hỗ trợ rồi, dính được rồi. Con cá lóc, cá lóc ở nhà ơi, dân cảm nhận được là con cá lóc nha, da trơn trơn nha. Mới đụng cái đuôi quạt quạt dân nghĩ là con cá phi, nhưng mà không nha, đụng cái đầu là quả quyết là con cá lóc nha. Khoan, hai tay không được. Ôi. Ôi. Trời ơi, cá lóc khủng luôn ba Ghi ơi. Út đè nó xuống sình coi nè. Út đắt luôn. Sình Út ơi. Không được. Ba Ghi, ba Ghi. Không được. Con đi lấy vô mấy cọng dây chuối đi ba Ghi.
quá trời cá lóc khủng luôn rồi. Coi cái tay Dân đây nè, hình như nãy Dân có đụng con cua nữa đó. Hang nha Dân, cái chân này do ém thôi, cái hang miệng lại rồi, cái miệng hang lại để một hồi nữa buộc con cá này lại rồi Dân sẽ thọt cái tay lần nữa coi bắt được con cua nãy không, nó quýnh cho Dân một phát. Thấy ghê chưa, lên đây mà còn dùng dãy với Dân gì nè. Đây nè, con cá khủng ghê chưa. Ôi là trời, lẹ lên ba đi ơi, ui da con cua kẹp nữa trời. Móc vô mang là an toàn nhất. Cháu mình hỗ trợ. Quấn con mang không? Quá trời cá lóc bự rồi. Trời ơi. Ra món này là cái bài lòng ngọng hả Út ơi? Phải không? Phải á, cái này là bài lòng ngọng hả Út. Đây, đã sỏi thành công. Đủ rồi. Bắt được chú cá lóc khủng trong cái hang nha. Dân vẫn còn bự, bự hơn cái bàn tay con luôn. Dân ém cái chân vô trong cái miệng hang này, nãy đụng chú cua trước, nó quấn cho một phát nè. Ồ, quả xả chú cá lóc kìa nè. Đo coi. Ghê chưa? Bự bằng cùng tay con luôn Út ơi. Quá mừng. Và Dân sẽ buộc lại để trong thau. Chứ nếu như không có cọng dây này là không có bảo quản chú được đâu. Dân sẽ thò tay vô một lần nữa bắt chú cua hồi nãy nó quấn cho Dân một phát. Cũng dính con cá nè. Quá trời mừng luôn. Cộng dây chuối như vậy làm sao dễ dựa được chứ. Vô đây em. Cua sữa. Ồ, con đấy thấy ngon rồi nè. Quá bự luôn ơi. Để Dân nha, Dân lấy cái chân ra, cầm bảo vệ cái thau đó cho Út nha. Út sẽ mò bắt cái con cua nãy nó kẹp Út nè. Anh ơi. Ui da. Cái tay suốt hồi nãy do nó làm cho Dân bị thương đó. Thôi bỏ cuộc đi, tay suốt mà thọt vô sâu quá nó đau quá. Thôi đi ba ghi đi mò chim chép hồi nữa coi có mấy cái hang bò tiếp hang. Chứ cua không nói gì được, cá lóc là mừng rồi. Ừ, được cá lóc là mừng. Trời ơi, bắt cá lóc mà hết sức lực luôn á. Thở hào hả. Được hai con kiểu. Nãy giờ hết chứ đụng chim chép luôn rồi. Chị ba nhặt nhá là được hai con. Ủa nè, mới vừa nói không đụng là đụng rồi nè. Ốc nữa nè. Ôi ơi, con ốc cho bá lửa. Ốc, ốc không phải ốc Pháp gì Út ơi. Ốc bu đen. Ốc bu. Ui. Ốc bu bự quá trời ơi. Coi chừng có hang á, quậy quậy hồi á, cá nó chuối vô hang á mấy đứa ơi. Là mình mò hang, Út phái mò hang rồi đó. Có không? Có không? Có không? Sâu qua cạn. Ui, cái hang cạn nhất. Hang cạn mà ở trên trên đó, coi chừng là hang cua. Nè. Ở đây cũng có hang nữa Út ơi. Hả không? Sâu, cái này sâu lắm. Sâu hả? Sâu lắm. Sâu được Út. Sâu tới đây con luôn nè. Mà chưa đụng đá nữa. Diễn ra cho. Ủa sâu quá, phải dùng cái chân thọt cơ. Đỉnh dữ trước đi. Con cá là cảm nhận được. Có một con chim chiếc. Nó chạy ra miệng hang cái mình túm đó. Không có con. Không có bao nhiêu. Đụng đá chưa? Đụng đá không có. Này quậy quậy cho dữ. Chọi đá nó hoài vậy. Thôi đừng có chọi chọi đá chứ. Chị. Đi ba kia. Cút mẹ như không có chim chép á. Cút này nước hơi sâu. Mọi khi á là Dân lại chỗ này mò chim chép á là nước lên tới mé trên này nè. Thấy cái chớn còn nè. Hôm nay là nước giật mà còn vậy đó. Cúc này làm như ít chim chép. Đi qua miếng đây thử coi. Ấm. Ấm rồi, cá lóc ấm rồi Út ơi. Ấm rồi. Ủa đây nè, hai ba con luôn nè. Ui. Nó còn luôn. Chim chép. Hả? Ờ, cái miệng cá nó hả Út thở không dây mà. Chỗ này nước nó hơi kém cho nên là Dân đứng lên có nhiều đó nước đó. Cho nên cũng dễ mò hang lắm. Ôi đây nữa nè. Con này bự nha. Dân gọi chim chép quen rồi. Đó đen. Có người hỏi ủa con chim chép là con gì? Con trăng trang mà. Nhưng mà Dân không biết. Tại mình gọi nó theo dùng mình á. Lự luôn nè. Đây một con.
Nãy giờ mới dính con. Tại cái này chim chích chỗ này ít quá. Ít quá à, đúng không? Con với Quỳnh mò rồi Út ơi. Nè. Đi tới con ơi. Ít thì mình đi lướt thôi. Cái thao của dân con dân cảm thấy mê nặng. Ủa con. Tại có con cá lóc ở chỗ. Đúng rồi. À, một con. Đây. Ôi, ốc bươu đen nữa nè. Ốc bươu đen. Ui. Đây có cái hàng, có cái hàng. Mẫu rồi. Ủa cái hàng này sâu. Sâu là phải dùng chân. Ê, không ấy bây giờ làm gì nè. Mình quậy đi. Cho cá nó nhảy vô hang, mình mò hang cũng thú vị hơn á, là mau có ăn hơn là mình mò chim chép á. Út thấy con cá lóc này là Út có hào hứng mò hang. Bây giờ là dân chuyển qua quậy cho cá nó quẳng, nó chui vô hang, mình mò hang bắt cá nó sẽ nhanh hơn là bắt chim chép. Tại vì bắt được con cá lóc là niềm vui, niềm giống như là cái động lực vậy đó để mình bắt hang. Quậy mạnh mạnh lên là cá nó chui vô hang nè. À. Cháu mình nói hứa lúc trước ở đây thấy bạn rồng nhiều lắm. Nè. Coi nào chim chép nè, hai ba con luôn nè. Đừng chân. Về dài đây có hang nhiều lắm. Nè, chim chép nè. Bắt lần là bắt đôi, bắt cặp không nha. Cái gì? Hang hả gì? Có gặp hang kêu Út nha bạn đi. Ở đây nữa nè, con chà bá lửa luôn nè. Ôi giời, để tay xuống rồi gặp nè. Ở đây nữa nè. Ủa thấy mê quá bà ghi ơi. Ủa con này. Con này con mò vô, nó con này có hang thì Út ơi. Đâu? Út. Ôi có bự dữ vậy? Nhiều không? Mò thử đi. Ôi, thôi Út đi tới. Trong cái lỗ đi. Tưởng tưởng hang cua thì đâu ra hai con chim chép luôn. Hồi nãy giờ con không có bắt được, giờ cho con bắt nguyên ổ luôn. Thôi Út đi tới à, gần hết cái mưa rồi kìa. Trời chỉ mưa ghê quá. Trời chỉ mưa đen thui, sấm chớp ghê lắm. Út ơi. Ê. Ôi, có cái hang, có cái hang. Dọc liền Út ơi. Ủa, có con cá. Ôi. Rồi chạy tọt ra rồi. Chạy không? Cá phi, cá phi, cá phi. Nó chạy ra đụng cái tay. Chạy qua đây được không? Quần Út ơi. Quần hả? Bạn cứu mương có hang nữa không? Ui sấm chớp quá cả nhà ơi. Bò xiết lên qua bên mương bên kia coi, hình như Út có nhớ không làm là mương bên kia mấy lúc trước Út mò cũng trúng lắm á bà ghi. Dạ. Mình qua mương bên kia đi. Dạ, đi Út ơi. Ê nhảy gì? À thì cái con này hả phúc rê này nữa Út, cũng dính luôn. Ừ. Quá trời bự luôn. Qua mương bên đây mò thằng chập nữa đi. Sợ trời mưa quá. Hả? Mưa bên kia kìa. Thôi. Ôi bà nồng rộng. Ủa lột. Gì? Ôi bà nồng nọc lột. Ôi trời ơi gió thòn. Sao đụng con nào chân vậy nè? Bên đây có hèn không? Hả? Đụng, đụng rồi thọt tay vô thử. Hang này là con chim chép khủng. Hang này là cá lồng kiến. Phải không? Dạ. Mấy hang này là có cá lồng kiến, cá lóc, cá phi đủ thứ nhưng mà nhất là cá luôn, cá lồng phi thôi. Đây nè, có cái hang này con ơi. Ui cái hang này cạn nhất hả? À. Mấy cái hang cạn quá là không có. Chim chép cũng lai gai á. Không nhiều như lúc trước. Ờ, không lúc trước tại vì lúc trước là mình ít mò, có nhiều. Ừ. Tối mình quần quá quần. Đây nè, ghim xuống dưới đất nhấp kìa. Trời chỉ mưa quá bà kia. Ở đây nè, đây nè. Mưa Út ơi. Mưa quá. Hai bà con luôn trong một cái nắm luôn, nó ghim 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 chim chim ghim nhóc chứ. Đây có cái hang nè bà kia. Hang này chắc hang cua quá, nó trên bờ nè. Nè có cái hang nè. Dân vào tay thử nha. Cái hang trên này là chắc chắn là hang cua luôn. Bây giờ nó chặt cua á. Nó chặt cua rồi hả? Cái tay mình thì bự. Ê, có cua ba ghi ơi. Có không Út? Có cua. Ba ghi đưa cái thao Út lại ba ghi ơi.
hôm nay vô mánh rồi. Rồi 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 em ơi, đừng có kẹt chị mà sao em quýt chị một tháng nữa rồi. Ôi da, cái hang nó nhỏ quá chứ không phải môi thêm. Ui ở đây, ui dạ, ở đây cua nhiều quá, dính rồi nè nha. Khoan ôi dòng nhỏ đây cũng có nè. Ui coi chừng cá ba kia. Trời ơi, ôi cha, không bắt được em đó, không chịu đâu, phải được mới được. Có này cua sữa. Ui cua sữa, cua sữa đây nè, phải màu dính rồi nè. Ôi da, nhặn nó xuống, nhặn nó xuống cái đất là nó có út lòn cái tay không được, út phải phá luôn cái hàng. Nhặn nó xuống đất không? Ừ dính nè. Đây. Wow. Gian nan với em nó luôn nhưng mà đã bị nó quạo cái rồi. Không không, út bắt cái hàng này cái. Ủa còn không? Còn. Út mới đụng nó nè. Mà nó nhỏ quá. À. Cái tay của út lọt luôn không tới cuối cùng. Nó đang ém cuối cùng. Dạ. Mẹ bỏ một cá nữa Út ơi. Hả? Hang cá này sao lắm. Sao hả? Hang nó khoan đi Út ơi. Cua mà. Thôi qua đây đi. Đâu đâu. Sao lắm, nãy con in là đủ cái đuôi nhỏ nhỏ. Trời ơi có gì đâu. Út đụng tới rồi nè. Hết rồi. Ý trời hay vậy. Ủa nó quạo Út nè. Cháu mình bắt đừng con. Thôi đi. Hôm nay may mắn thật luôn á. Thôi lại dính thêm chết nữa nè. Ở con sao sáo ra đi. Sao sáo ôi chứ. Có dài cái miệng ốc quén ghê luôn. Ôi giờ thảy lên trên đi con. Trời chỉ mưa quá bà kia. Đây nữa nè. Ôi hai con. Mừng không? Chứ dân rất là mừng. Mỗi lần đi đánh bắt mà được thu hoạch cao vậy là mừng lắm luôn. Nè. Ôi hang cá. Để con coi. Rồi cạn rồi. Cạn thôi. Ôi đây nữa nè. Quá trời chim chép nó ghim ở đây nè. Ui. Gì? Mẹ. Thảy lên con, thảy lên. Con được đấy. Đây nữa nè. Để đẩy thôi cái. Nè. Hôm nay nước kém cho nên là Giang đứng tới đây luôn nè. Hy vọng là từ đây cho tới lúc cuối ao mình sẽ có thêm mấy cái hang nữa để mà cá mừng quá à, thấy mê. Ui. Cẩm thao rồi nè. Tư. Tư ơi lại nó nghe nè. Cho tôi cái này nè, đã lắm. Đã lắm. Trời ơi trời, lần đầu tiên là em đi vô đây mò dính được cá khủng gì luôn á. Mấy lần trước cũng vô quà mò hoài phải không? Dính toàn chép chép với cá phi luôn phải không? Chị coi nè. Con ngạc nhiên chưa? Chưa. Ôi là trời. Em đụng mới đầu cái đuôi nè, em tưởng đâu quá là con cá phi, nhưng mà đụng lại lần này em mới quả quyết rằng chú cá lóc khủng. Chắc cái ngập này nó vô gì. Cua nữa, bị con cua ở trong hang đó, nó quạo em đó. Mừng không? Coi nè, cua bữa nay bắt quá trời cua luôn. Cá lóc bự ghê. Ờ bởi vậy nãy giờ em mê mò hang hơn đó là đi bắt cá, ý là bắt chim chép. Hang nữa nè. Mê luôn ha. Ê trời chỉ mưa quá mà vẫn còn gán nè, tại vì ham mấy chị. Chim chép dính ra gai hoài luôn. Không nhận ý là bóng luôn là cũng còn chim chép quá trời ha. Ừ. Tại vì mình ở đây á là giống như nước sạch á, nước ra vô rồi đó. Trời ơi coi. Bớt trên nhỏ đáy rồi. Không được. Nước được đào thải tốt á chị Tư, mình không có sử dụng phân với thuốc đồ á. Cho nên nó là cái nguồn nước mình còn chim chép nhiều vậy. Coi nè nè, đụng nữa nè. Nè. Ba ghi ba ghi. Ê trời chớp quá. Ê có hàng ba ghi ơi. Có bụng cái hàng nữa ba ghi ơi. Ủa cái hàng gì mà sâu động mạnh vậy ta? Tay này không được thì tay kia. Nó sâu nó. Không được. Nó là hàng kéo. Sâu quá bỏ cuộc. Tay mình không có được dài. Ôi lẹ lên về ba ghi ơi. Đường về còn xa lắm. Chỗ này là chỗ cái ao của cậu mợ mình. Xíu nữa vô nhà cậu mợ cái. Chút vô chổng ăn bữa cơm rồi dịu rồi. Chứ được cá lóc rồi. Ừ chứ được cá lóc rồi.
vô nhà cậu Ngọn ăn bữa cơm mà về. Ồ cái hang nữa nè, Dân thử cái hang cái. Phải mình bắt được con cá lóc mình phải ăn thành quả mình mới biết cảm giác vui. Trời ơi, nó không nghĩ rằng nữa là nó cho ông bà mà nó nói ăn cháu. Bởi vì cháu thì nó nghe thơ. Ôi nè, Dân đụng tới con chim chép nữa nè. Úi, chụp ngon. Thôi được rồi, thành quả của mình nhiêu đây á thì cũng mãn nguyện rồi. Giờ cầm con cá lóc lên đi cho nó chắc. Là từ mình rửa cái này cái. Út. Có con cua sữa. Cá lóc ơi. Ờ được rồi. Ôi trời ơi. Con này. Chanh xích lên, chanh xích lên, Út lên là sẽ dơ mình con chanh. Con nè, Dân sẽ đổ ra cho cả nhà coi. Hôm nay thành quả cái này từ. Được không? Ê Dân hỗ trợ cháu mình cái nha. Nè Út, nè Út, con đi đâu, tay con đâu rồi? Đó. Ôi là trời. Cái gì đây? Chị Tư đố chị Tư là cái gì? Ai biết được. Con ai nha? Con trực thăng, con trực thăng. Nhưng mà cháu mình mới cầm có một chút xíu đuôi à để nó dậy. Dân sẽ cầm chắc hơn. Trời ơi Út ơi. Căng quá. Con có bị vướng cái nào không vậy? Không. Ấn là vướng hai cái vướng của nó. Đây đây tới nè. Chú trực thăng bự Tư ơi. Ôi, thấy chưa? Ghê chưa? Ôi. Trực thăng nha, ghê không? Coi tôi chừng còn có con nào nữa. Nó đi cặp rồi sao? Cá này nó ngọt lắm. Cá này đi cặp nữa. Cá này nó không có, đụng hết cái hang rồi. Ôi, hay quá ta. Hay quá. Cá tôi hay trời. Thôi lên bờ, Út lên chỗ này nè. Ra đi để Út lên làm con ướt. Trời chuyển mưa quá cho nên đó là tới đây Dân với cháu quyết định đi lên với lạnh quá. Cả nhà ơi mừng quá, hôm nay mình thu hoạch rất là nhiều loại nha. Đặc biệt là hai chú cá lóc khủng, ý chú cá lóc khủng và chú trực thăng. Ghê chưa? Trực thăng này là cháu mình nó phát hiện nó nắm được cái đuôi nha, Dân lại hỗ trợ. Ủa nè, trong đây là cua cằn kình không, rất là bự. Hôm nay là Dân trở lại cái vườn của cậu mợ mình mò chim chép và bắt tổng hợp. Đụng cái gì là bắt cái đó. Là gồm có ốc, chim chép, cua, đặc biệt là hai chú cá khủng. Và Dân đi vô tại vì vô nhà cậu mợ thôi. Nhà Dân thì cũng hơi xa, Dân quyết định gửi con cá lóc to ngon như thế này để cho mợ làm bữa ăn cho cậu. Dân đi vô nha. Trời chuyển mưa sấm sét ghê lắm. Vô Tư ơi. Mà hai ơi. Mình vô tới cái sàn nước của mợ hai nè, xối một cái. Khổ quá trời mênh mông này, câu chi. Quá trời à, nhiều. Lấy cái gỗ coi ba kia. Coi này chị hai. Cá lóc ngon nhẹ hả? Dạ. Ôi ôi. Trời ơi cua nữa. Coi chú trực thăng à. Đổ thành quả ra. Cua quá trời cua. Mò cua mà. Nè. Mò cua bắt ốc bắt cá. Mợ hai. Cá đâu kiếm. Hôm nay con đi vô vườn của mợ á, con mò được con cá rất ngon dữ lắm luôn. Với số chim chép số cua này. Con trực thăng nữa nè. Cá lâu kiếm mà con gọi vậy. Bây giờ con mở cái cọng dây nó ra đi. Tại nãy ở dưới ao đó con không có dám. Hay thiệt. Không dám bỏ được thao. Ôi nãy mò tôi trúng con cua cái. Trúng cái đuôi con cua trước. Nó quất con một cái. Rồi sau đó con đụng cái đuôi. Tưởng đâu là con cá quy giống như thường khi thôi. Lần này là may mắn. Chú cá lóc khủng. Con cá lóc này là con xin biếu mợ. Để mợ làm bữa ăn cho cậu. Kho hay nấu canh gì đó một món cho cậu. Dạ. Dạ con cảm ơn mợ đã cho con vô vườn rồi quần quá trời luôn. Được số chim chép nè. Con cá này không thấy kho luôn mợ. Lột ra rồi kho luôn nha. Mợ đẻ đi. Dạ. Cái này là mình biếu cậu mợ nha cả nhà. Cái này là mợ cho con nha. Dạ đến đây thì Thanh Dân xin phép cái chuyến đi mò chim chép bắt cá cua tổng hợp thì thu hoạch khủng luôn cả nhà ơi. Biếu cậu mợ ăn bữa cơm, dùng bữa cơm luôn. Rồi con cua sữa. Dạ trời mưa dữ lắm, nhà của Dân thì cũng hơi khá xa, mưa rồi sợ là lạnh nữa cho nên là Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi mò cua bắt ốc bắt tổng hợp tại đây. Dạ kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.